cuộc sống hạnh phúc. Thấy có 4 dấu hiệu bất thường này ngay khi thức dậy, cẩn thận ung thư gan đang đến rất gần. Ung thư gan nếu ở giai đoạn cuối thường không chữa trị được, do vậy cần phải phát hiện sớm để chữa trị sớm. Nếu thấy 4 dấu hiệu dưới đây vào mỗi buổi sáng, chắc chắn gan của bạn đang có vấn đề. Nước tiểu có màu tối. Tăng bilirubin trong máu sẽ làm cho màu sắc của nước tiểu thay đổi từ màu vàng sẫm đến nâu. Nếu bạn nhận thấy có sự thay đổi màu sắc của nước tiểu, hãy đến gặp bác sĩ sớm nhất có thể. Đau phần bụng trên bên phải. Mặc dù gan không có dây thần kinh cảm giác đau, nhưng nếu gan bị tổn thương thì nó sẽ gây ra cơn đau nửa bên phải của cơ thể. Nếu vào buổi sáng bạn thấy đau ở vùng bụng trên bên phải, bạn hãy cảnh giác. Nếu cơn đau kéo dài, bạn cần đến bệnh viện khám ngay lập tức. Hôi miệng. Nhiều người có vấn đề hôi miệng sau khi thức dậy vào buổi sáng, nhưng sau khi đánh răng thì không còn mùi hôi nữa. Nguyên nhân có thể do đường tiêu hóa hoặc sức khỏe răng miệng kém. Thực tế, nếu chức năng gan bất thường cũng rất dễ gây hôi miệng. Điều này do chức năng gan bị suy giảm, chất độc trong cơ thể không được chuyển hóa bình thường. Vào thời điểm này, hàm lượng amoniac trong máu tăng lên, khiến bạn gặp vấn đề hôi miệng. Buồn nôn và nôn. Nếu bạn bị buồn nôn và nôn mửa không rõ nguyên nhân, kiểm tra xem bạn có bất kỳ triệu chứng suy giảm chức năng gan khác không. Nôn và buồn nôn thường được coi là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh ung thư gan. Những dấu hiệu báo động ung thư gan khác. Rút gân. Gan là cơ quan chính giúp cơ thể chúng ta trao đổi chất. Chức năng gan suy giảm sẽ khiến bạn bị rút gân. Rút gân được coi là một trong những triệu chứng quan trọng nhất của giai đoạn đầu tiên của ung thư gan. Ngứa. Ngứa có thể được coi như một triệu chứng chung, nhưng đó cũng là một trong những dấu hiệu sớm của bệnh ung thư gan. Điều này xảy ra chủ yếu là do ảnh hưởng của sự gia tăng bilirubin trong cơ thể. Chức năng gan suy giảm sẽ dẫn đến tăng bilirubin gây ngứa trên da. Vàng da. Vàng da không phải là một căn bệnh, nó là một biểu hiện lâm sàng của suy giảm chức năng gan. Chức năng gan suy giảm gây ra tích tụ bilirubin trong cơ thể. Vàng da là một trong những dấu hiệu đầu tiên của bệnh ung thư gan. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.